Nằm trong khuôn khổ lễ hội Dinh Cô năm 2023, hội thi Đan Lưới, Cột Lưới, Đi Cà Kheo đã diễn ra với không khí sôi động. Đây là những hoạt động truyền thống của cư dân miền biển đã có từ lâu đời trong sinh hoạt ở làng biển. Có gần 170 người tham gia hội thi Đan Lưới, Cột Lưới, Đi Cà Kheo. Trong đó, hội thi Đan Lưới thu hút hơn 40 phụ nữ tại các khu phố của thị trấn Long Hải tham gia. Trong thời gian 10 phút, ai đang được nhiều mắt lưới, không bị lỗi, đẹp mắt là người thắng cuộc. Khác với đan lưới chỉ có phụ nữ, hội thi cột lưới thu hút rất đông nam giới là những ngư dân tham gia. Trong thời gian 10 phút, vận động viên sử dụng sự nhanh tay khéo léo để cột phao vào sợi dây cước nhiều nhất có thể. Các môn thi đan lưới, cột lưới, đi cà kheo trên cát được đông đảo người dân địa phương và du khách đến cổ vũ đã tạo không khí sôi nổi cho lễ hội Dinh Cô Long Hải.